Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là Mr. Zero. Bí mật đằng sau những quả đá phạt cực bén của Messi. Lionel Messi vừa có bàn thắng đầu tiên trong màu áo câu lạc bộ Barcelona mùa này với cú sút phạt chân trái tuyệt đẹp để ấn định đại thắng 4-0 trước Sevilla ở Nou Camp tại vòng 8 La Liga. Ngôi sao 32 tuổi này cũng đang háo hức từng ngày, từng giờ để trở lại màu áo đội tuyển Argentina. Ngoài bàn thắng vào lưới Sevilla, Messi không ít lần xé lưới các đội bóng khác bằng những cú sút phạt thần sâu. Các bạn có thắc mắc vì sao Messi làm được điều này hay không? Hãy cùng với Mr. Zero tìm hiểu bí mật đằng sau những quả đá phạt cực bén của Messi nhé! Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube và like fanpage bóng đá hài hước để nhận những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé! Biểu đồ này, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được sự bá đạo của Messi khi anh đứng một mình một góc. Cụ thể, chân sút thuộc biên chế Barcelona sở hữu trung bình hơn 1,2 quả sút phạt trực tiếp mỗi 90 phút. Kèm theo đó là độ hiệu quả cực cao với 0,43 quả đi trúng khung thành đối phương. Con số này vượt xa bất kỳ cầu thủ nào khác. Rõ ràng, những thông số nêu trên đã cho thấy Messi lợi hại ra sao mỗi khi đứng trước chấm phạt. Vậy, bí mật đằng sau những quả đá phạt cực bén của Ebuga là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua clip ngay sau đây. Theo những thông tin được Barca thu thập, tất cả những thay đổi này đến từ việc Messi đã đặc biệt dành nhiều thời gian để trau dồi kỹ năng sút phạt trên sân tập hơn. Cụ thể, ngôi sao người Argentina thường xuyên sử dụng những hình nộm bằng nhựa được xếp thành hàng rào và cố gắng sút bóng vòng qua chúng. Trả lời phỏng vấn mới đây, Messi cũng thừa nhận rằng anh đã cố gắng luyện tập để những cú sút của mình khó đoán hơn. Thành thực mà nói, tôi thích đưa bóng vào hàng rào, nhưng theo thời gian, tôi đã thay đổi một chút để các thủ môn khó đoán hơn. Tôi muốn họ cảm thấy bối rối cho tới khi tôi sút bóng, Messi trả lời trên ESPN. Mặc dù không gặt hái được nhiều danh hiệu cả trên phương diện tập thể lẫn cá nhân, nhưng năm 2018 lại chứng kiến một năm bùng nổ của Messi trong việc thực hiện những pha sút phạt. Với tổng cộng là 10 pha sút phạt hàng rào thành bàn, Messi chính là cầu thủ sút phạt xuất sắc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại và nó trở thành thứ vũ khí mới khiến tất cả các thủ môn phải khiếp sợ. Thế giới lại thêm một lần nữa ngã mũ trước tài năng của Messi. Rạng sáng ngày 2 tháng 5, cầu thủ Argentina đã có cú đúp vào lưới của Liverpool. Trong đó, có một siêu phẩm trên chấm đá phạt. Từ cái chân trái ma thuật của mình, Messi vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Bóng vượt qua hàng rào cao lớn của các cầu thủ Liverpool bay thẳng vào góc chết, không cho thủ thành Alisson bất kỳ cơ hội cản phá nào. Một bàn thắng tuyệt đẹp cho thấy phẩm chất ghi bàn siêu hạng của Messi. Đáng nói hơn, pha lập công vừa qua cũng là bàn thắng thứ 600 của Messi cho Barca. Không phải ngẫu nhiên độ nguy hiểm trong những tình huống xuất phạt của M10 lại tăng lên rõ rệt như vậy, mà tất cả đều xuất phát từ việc số 10 đã thay đổi một chút về cách tiếp cận trái bóng. Trước kia, Messi thường nghiêng bàn chân trụ khi tiếp xúc bóng, nhưng do điểm tựa trên mặt sân nhỏ nên cơ thể anh hay bị mất thăng bằng, ảnh hưởng xấu tới cú sút. Và giờ để khắc phục điều đó, Messi giờ đây đã đặt cả bàn chân tiếp xúc với mặt sân nhằm tăng thêm sự vững vàng trong những cú sút. Đồng thời, anh đặt chân trụ nghiêng một góc 50 độ so với mặt sân để tăng thêm độ xoáy cho trái bóng. Thay đổi lớn nhất cũng như là quan trọng nhất là anh đặc biệt quan tâm tới động tác xoay vai. So với trước đây, Messi giờ đã có ý thức hơn trong việc thu gọn phần trên cơ thể vào thời khắc quyết định, giúp mang lại hiệu quả cao hơn thay vì cứ vung tay bừa bãi trong vô thức như trước.
Thế nhưng đôi khi, cao thủ vẫn không bằng tranh thủ. Trong khi thủ môn và hàng thủ Atletico chưa kịp hoàn chỉnh hàng rào, Messi thể hiện sự tinh quái của mình bằng cú sút thẳng về phía cầu môn đối phương. Bàn thắng đã được công nhận cho Barcelona, bất chấp sự tranh cãi cũng như phản ứng từ phía đội chủ nhà. Thế nhưng không thể phủ nhận, đây vẫn là một siêu phẩm không thể cản phá. M10 dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội phá nát mảnh lưới của câu lạc bộ không đội trời chung Real Madrid. Nạn nhân lần này không ai khác chính là huyền thoại một thời trong khung gỗ của kênh kênh trắng, Iker Casillas. Từ khoảng cách lên đến 20m và trước một hàng rào dày đặc cầu thủ đối phương, nhưng ngôi sao người Argentina vẫn sút bóng vào lưới như thể đây là chỗ không người. Now I remember everything and how careless we could be. Messi còn có kiểu sút phạt chìm khi chọn đúng thời điểm hàng rào đối phương nhảy lên. Chiêu trò này từng thành công trong trận Barca thắng Alaves 3-0 ở La Liga. Cả hàng rào lẫn thủ thành đều bất ngờ với quyết định táo bạo này của M10. Vì vậy, việc không kịp trở tay là hết sức dễ hiểu. Các bạn đang xem Messi buộc lại giày giày thật chặt. Anh cầm bóng và đặt vào đúng vị trí sút phạt, lùi lại vài bước lấy đà trước khi tung ra cú sút. Vào! Từ khoảng cách 24m, Messi thực hiện cú sút đẳng cấp, vẽ một đường cong hoàn hảo đưa bóng vào góc giữa A, đánh bại mọi nỗ lực cản phá của thủ thành Brad Guzan. Chứng kiến cú đá thần sầu của Lionel Messi trước đội tuyển Mỹ, nhiều người tự hỏi Cristiano Ronaldo giờ có còn được xem là kình địch của anh ở khía cạnh này. Kể từ khi Xavi không thường xuyên đá chính ở Barcelona, chính Lionel Messi mới là người lãnh trách nhiệm thực hiện những cú đá ma thuật thay cho nhạc trưởng người Tây Ban Nha. Tất nhiên, ở giai đoạn đầu thì cầu thủ số 10 đá khá dở, nhưng bắt đầu thực hiện những cú đá phạt, Messi thể hiện sự đa dạng với nhiều cách sút và quỹ đạo bóng bay khác nhau, nhưng chủ đạo vẫn là cứ bóng vào hai góc cao khung thành. Sau này, khi anh dày công khổ luyện hơn thì những cú đá phạt là những đường bóng vòng cung lái thẳng vào những góc rất hiểm khiến thủ môn đối phương bỏ tay. Điểm nhấn trong cách đá phạt của Messi không phải là lực sút mà là độ hiểm hóc khi cái chân trái ma thuật của anh bẻ trái bóng đi rất xoáy. Đội trưởng Argentina có thể dần dần hoàn thiện khả năng sút phạt qua năm tháng mà không e ngại nền tảng thể chất suy giảm do tuổi tác gây ảnh hưởng đến anh. Đó là điều hoàn toàn trái ngược với một siêu sao vốn được coi là đại kình địch của Messi, Cristiano Ronaldo. Ở trận này, Sevilla chuẩn bị mọi phương án trong việc dàn dựng hàng rào để đối phó với Messi trong hiệp 2. Họ bố trí một cầu thủ đứng phía sau hàng rào nhằm ngăn chặn nguy cơ Leo thực hiện pha sút chìm. Sevilla thậm chí còn dùng một cầu thủ đứng ở góc chết bên cánh trái khung thành của thủ môn Thomas Valdes. Tuy nhiên, cú sút phạt của Messi quá hiểm hóc, trái bóng ghim thẳng vào góc chữ A của khung thành Sevilla. Thủ thành Thomas Valdes bay người hết cỡ vẫn không thể cứu thua. Tiền vệ Daniel Carrico dù lùi về ngay khung thành để tham gia hỗ trợ vẫn bất lực trước siêu phẩm Leo tạo ra. Thời gian qua, thế giới liên tục bồi đắp cho quan điểm Ronaldo là thiên tài nhờ tập luyện, còn Messi là thiên tài bẩm sinh. Điều đó không đúng, khả năng sút phạt của Leo không tự nhiên mà có. Siêu sao Argentina phải trải qua nhiều năm luyện tập mới trở thành ngòi nổ đáng gờm. Còn bạn thì suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.